Kẹo dẻo hình tô mì trộn mấy bạn đã thưởng thức chưa? Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay á cùng mình khám phá nha. Vỏ hộp á thì rất là bắt mắt, gồm có một cái nỉ, một bịch đường, một gói sốt, một kẹo dẻo hình sợi mì, hai gói kẹo và một quả trứng chiên. Bây giờ là tới công đoạn thưởng thức nè. Cho tất cả các nguyên liệu vào một cái bát màu đen có sẵn, sau đó rưới nước sốt đường màu đen lên trên, sau đó trộn tất cả các nguyên liệu lại và thưởng thức. Kẹo dẻo thì dai, thơm, ngon, nhưng cái nước sốt thì nó ngọt, hơi gắt. Nói chung là cũng khá là hay ho đó nha. Viên sủi Fabi vị cam không cồn cho trẻ em hàng Nhật Bản. Hello cả nhà, lại là tôi đây. Hôm nay mình mới đặt về một gói sủi Fabi không cồn, khá là hay ho luôn. Đầu tiên chuẩn bị nửa cốc nước, một bịch pha cồn gồm có hai viên sủi, sau đó cho hai viên vào luôn để cho nó nhiều bọt nè. Bây giờ là tới công đoạn 5 giây biến hình. Sủi này khá là nhiều bọt, tràn ly luôn, nhưng cũng khá là giống bi thật đó nha. Nhưng hương vị nó lợ, khó uống đối với trẻ em. Hãy trải nghiệm và cảm nhận nhé. Thạch núi lửa siêu hot cùng mình khám phá nhé. Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình order về một em khá là xịn sò luôn. Bên trong bịch gồm có một thạch màu trắng, trên đầu có màu vàng, một kẹo nổ, một gói nước sốt hướng dấu, một muỗng và một cái khay cho thạch vào nồi. Tiếp theo là gói kẹo nổ, sau đó là nước sốt, tiếng nổ lách tách từ kẹo nổ và sôi lên giống như là núi lửa phun trào, khá là đẹp mắt luôn. Vấn đề ăn hơi cực một tí, muỗng nhỏ quá nên khi đưa lên miệng thì nó cứ bị rơi, nhưng bù lại thơm ngon, dễ ăn là được.